Dạ, sau 5 tháng đi phóng sanh liên tục mỗi ngày á, thì chân của em đạp rất là nhiều gai nhọn ở trong bùn đất, rồi những cây sắt, những cục đá, những mảnh miễn, sành sứ mọi người để ở dưới sông á, mọi người quăng xuống á, rồi em đi em bị đứt chân. Bàn chân đẹp đẽ của em nay không còn nữa, đầy những vết xước. Cây gỗ thì không có đâm em, chỉ có mấy cái sành sứ mà quý vị rải ra, xả ra xong đã làm tan nát cái bàn chân của em. Quý vị thật là từ bi. Bàn chân của em hôm nay trở thành như thế này là nhờ ơn quý vị. Rất là hạnh phúc, rất là biết ơn những ai đang ủng hộ em phóng sanh giải cứu động vật đúng cách ngoài tự nhiên. Mình tên rồi. Tắt cái nhạc bản quyền đi. Tôi nghe cái nhạc bản quyền rồi. Nhạc bản quyền là sẽ hại cái video, không kiếm được một đồng xu nào. Uổng công quay phim dữ lắm. Những hành động này rất là cực khổ ngoài tự nhiên, chứ không phải ngồi ở nhà làm YouTuber rất là thoải mái, ra clip liên tục